Sạc thêm đạn được luôn hả? Ngon nhỉ? Ủa, nó bắn nó ngã lửa luôn mà. Bắn thế thì chịu. Ok mọi người. Mọi người cố gắng làm được những điều kỳ diệu như mình nhé. Được rồi. Ok đẹp. Ok. Thôi đồng đội mình hy sinh hết rồi thì nó một sinh địch đấy cũng hay mà. Anh em thấy đúng không ạ? Đúng không ạ? Đương nhiên rồi, mình cũng là chủ lĩnh. Ok. À, xem địch cái người này cũng được. Mình là con người. Mình sâu pha anh em ạ. Vì ăn thôi, hôm nay cho đỡ vùa anh em ạ. Ngồi hôm nay sẽ đỡ vùa. Ô, súng đỏ kìa anh em. B ở đâu? Phẩm áp ba vạch. Ua. Ua. Không thể nhặt luôn. Chê. Chê đồ ba vạch. Cầm thì thì khô sàn cầm tiêu. Cái mẹ bạn ấy đang sử dụng loại gì ạ? Thay cái cờ lực chống trộm 250. Xin chào mọi người đã có thể chào mọi người. Tâm lực cao mọi người. Khá là nổi tiếng là mọi người ok. Killing spree. Hôm qua tôi đi mua cái cờ lực chống trộm lại tôi. Mẹ có 20.000. Mua hả? Hay là thay luôn? Mua. Mua cường được giá mà ấy. Cả chục. Nè hỏi 250. Tốt rồi. Yeah. Ừ. Nay vừa phải thay lại loại phim màn cho mày kia 28 color. Cái nó dùng khó chịu á. Cái hôm tôi nhờ thay ấy. Thay à bao nhiêu tiền? Hả? Bao nhiêu tiền? Cái đấy bình thường tôi thay có 50 và hôm nay lấy 100. Thay cái đấy 50 thì đúng không? Thôi đang vội nên mình thay luôn. Khung màn chơi nó dễ hơn, nhìn nó thoải mái hơn. Kiểu cái kia nó cũng cool đấy, nhưng nó cầm nó cứ là lạ. Đó mọi người, thôi nha, để đỡ mất nhiều thời gian mọi người mình làm một trận mới ha. Ừ, xem địch bắn chán quá. Địch bắn non hơn địch chán rồi. Để anh em nhỉ. Vô nhé. Đi trận nào. Tiến trận thôi nào. Ồ còn 7% nữa. Lâu hết thế. Ừ. Tôi đang dùng cho nó kiệt đi luôn mà. Cho nó sập buồn luôn. Ờ mấy đạn thì đúng không? Đúng không? Nó là cái nhà ôn. Bây giờ tôi là bật cái này cái này. Cái này thì các bạn sẽ biết trên của mình để không. Hoặc là có thể tự sáng tạo. Đúng bắn luôn rồi em. Cảm ơn mọi người đã xem video tiếp theo.
tầm 12 người, team mình 4-3 người à? Số 3 ơi, ít ít thôi, thôi. Tôi vừa mới hồi sinh luôn á. Ui gì ta? Cái gì vậy? Tốt rồi. Nhanh. Sinh phát đi lại đai là sao? Thế thì chịu rồi, chấp nhận đi. Mẹ ông không bỏ cái tính mạng bản thân thì next. Tôi chỉ hồi sinh cho một lần đấy đâu rồi, 6 người chơi rồi. Ôi nó bắn thế chịu rồi. Thua. Còn 4 người chơi, 5 người chơi, 2 nhóm. Ok. Sau pha này thì còn 4 người chơi. Killing spree. 4 người chơi cùng 2 nhóm, 1 nhóm 3, 1 nhóm 1. Một đống một đống ra 3, 6, 7. No.
tôi sẽ bán. Triple kill. It's locked. Yeah. Me. Okay. Bao giờ mẹ về nhà đây? Tốc chạy vội mà. Bao giờ mẹ về nhà? Bây giờ mẹ bốc hàng xong ấy.
chiều mai tầm 4 giờ con lên xe về nhà mẹ. Help me. Head there. Head there.
Kill. Chơi game 8 tiếng trời mọi người. Bây giờ nha, mình chúng ta quay video 7 giờ nha. Có thịnh cái tắm đi thì. Anh mọi người tranh thủ tắm đi.
Biết có cơ hội giao giải mới hay không nha anh em. Mình rất muốn được đeo giày mới đi chơi, đặc biệt là con gái. Kéo vậy là điều luyện. Trời ơi hả, lau nhà lau à, lau cột. Chính xác. Ok, mình sẽ rồi tận nhà. Ok em. Trông xấu. Thế con đéo kê cơ. Này con. Tết bún xuyên, Tết bún xuyên, Tết. Đấy, nhớ nhờ. Mới đó là Tết 1 năm rồi mọi người. Hôm nay tôi buồn. Tết không ngoài của mình yêu ông ta. Chúng mày đi hết được tiền tạo để tao có đi hoài cả. Mày sinh hoài bực lắm á. Go for the arsenal. That's why.
trời, thứ gì chịu nổi. Cố lên, thứ hai. Về quê. Thứ hai mùng năm là 26, 27, 28, 29, 30.